Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh YouTube của Trung tâm Xe máy Thanh Tâm. Hôm nay em sẽ quay lại cái chuyên mục tiếp theo, đó là chuyên mục review và so sánh xe ha. Thì hôm nay sẽ so sánh dòng Vespa, nhưng mà hai dòng này sẽ khác biệt nha mọi người. Thì con này là Vespa Primavera 2016, con này là Vespa Twin 2020. Thì để em so sánh cái phần buộc trước cho mọi người coi ha. Đây. Đối với phần Vespa Primavera này á, thì phanh là vẫn còn là phanh cơ, chưa có ABS ha, và heo dầu là một bít tông thôi. Mâm đó là mâm 4 lá. Ý, 5 lá chứ, này. Mâm 5 lá nè. Rồi và tới con Vespa Twin đi. Con Vespa Twin này thì được thay đổi khá nhiều ha. Phuộc vẫn là phuộc một phuộc đơn, mà lò xo phuộc đã trở thành màu đỏ nè. Heo dầu là heo dầu 2 bít tông. Rồi. Đĩa đã nâng cấp lên thành đĩa ABS. Đây. Có phanh chống cấu bứng, phanh ABS. Mâm á, mọi người nhìn vô thì nó thay đổi hoàn toàn ha. Nhìn con mâm con này á, nó giống như cái tơ nhện vậy đó mọi người. Lên tới cái phần chó đèn thì cũng khác biệt hoàn toàn luôn. Thì Vespa Primavera này 2016 này á, chó đèn là chó đèn halogen và đèn tròn ha. Rồi. Nhưng con này á là đèn được thay đổi là đèn hệ thống đèn LED và đèn hai tầng. Đây, em bật lên cho mọi người coi. Thấy không? Này. Rất là rất là sáng ha. Đây. Con này. Đây. Vẫn là giữ là đèn halogen. Thì tới cái phần đề mi và xi nhan á, thì hai con này cùng nằm lại ở vị trí cũ ha, không có thay đổi gì hết. Rồi, mọi người lại tiếp tục đây quay thì mặt đồng hồ nè. Đây. Mặt đồng hồ con này cũng tương tự kia thôi, nhưng mà màu màn hình nó sẽ khác ha. Đây, con này còn màu xanh nè. Mặt đồng hồ nhìn nó chưa có là gọi là cứng cáp. Nó nhìn nó không có đẹp mắt bằng con Vespa Twin này. Đây. Đó, nhìn sự thay đổi khác biệt của hoàn toàn ha. Vẫn đầy đủ thông số ha, nhưng mà con này nhìn được đánh giá là đẹp hơn, mặt đồng hồ đỏ nè, cứng cáp hơn nè, tinh tế hơn. Đó. Rồi, các cụm nút á vẫn như nhau ha. Đây. Cụm hai cụm nút vẫn như nhau. Ở Vespa Twin, Vespa Primavera cũng vậy. Hai cụm nút vẫn tương tự nhau. Đầy đủ hết. Vespa Twin này, Vespa Primavera này á, thì cổng hệ thống sạc của nó vẫn còn nằm đây, vị trí hệ thống sạc nằm đây. Vẫn có mở cấp điện nha. Và con Twin này á, thì hệ thống sạc được tích lên đây rồi. Đây. Và kế bên đó là một cái mở yên phụ nè. Đó. Tách lên. Rồi. Đối với thùng yên này á thì khá là rộng rãi ha. Mình và cái thùng yên này mình có thể dễ dàng mở ra một cái nhắc tay lên thôi. Đây, đây là phần chi tiết máy nè. Về phần đuôi đèn á thì đuôi đèn của con Vespa Primavera này nè, thì giữ cái đèn nó khá là thô ha. Hình này coi cũng coi là hình chữ nhật đi. Gọi là hình chữ nhật đi. Nhưng mà qua tới cái dòng Vespa Twin nha, thì nó được thu nhỏ lại hơn một xíu. Hình cái đèn nó hình vuông, và ở trong cái đèn này á là một cái đèn hậu nè, được fit lại là hình tròn ha. Đây. Đó. Bớt hắn là nó sẽ sáng cái thỉ này trong hơn. Rồi. Okay. Về phần máy á, thì con này vẫn được trang bị là máy iGET ha. Nhưng mà chạy động cơ nó không có êm và ngon bằng cái động cơ máy iGET này. iGET này là của năm 2020 rồi ha, nâng cấp được khá là nhiều công nghệ hơn này. Rồi. Đối với dòng Vespa Primavera này á thì đời 2016, cái hàng mình bán chỉ với giá là 45 triệu thôi, giờ trả trước chỉ cần 5 triệu đậu hồ sơ lấy xe về. Còn đối với dòng Vespa Twin 2020 này, hiện tại cửa hàng mình chỉ với giá là 70 triệu
trần chỉ cần trả trước là 10 triệu thôi, lại hỗ trợ góp lên tới 60 triệu nha các bạn. Cần 10 triệu đậu hồ sơ góp, có thể đem xe về nhà mua Vespa mà chỉ cần 10 triệu thì quá đơn giản rồi đó. Mọi người mà coi clip này á, thấy hay hay bổ ích á, cứ để lại cho em phía trên một xin một like xe, comment ở bên dưới ha. Còn thắc mắc gì á, có thắc mắc gì hay là muốn em so sánh hay review chi tiết con nào á, thì cứ để lại comment bên dưới, em sẽ làm chú ý mọi người ha.